vô cấp cứu, cái bác sĩ cũng chích thuốc bổ phổi cho em bé, đợi lỡ mà có sinh non thì em bé có thể sống được. Vừa chích xong cái hỏi bác sĩ ơi bây giờ có thể cho con về con diễn thêm suất nôn tại con suất nôn người ta bán vé hết rồi. Kêu ông Luật, cái ông Luật chạy xuống, chạy ba ơi mẹ ơi, ba mẹ ơi vợ con đẻ. Đang chích thuốc mình mà lúc mà có bầu á là em đọc chú đại bi. Xong rồi lúc mà vô phòng mổ em cũng đọc chú đại bi, thì em đang đọc chú đại bi cái mấy bác sĩ y tá này, em cái phim nó cuối cùng sao vậy? Trời ơi con em đẹp lắm thôi này nọ, mà mình nhìn mình cũng không thấy nó đẹp chỗ nào. Trong cái khoảng thời gian đó cái mình bị thấm cái câu mà đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình á, tự nhiên mình tự thấm rồi tự drama rồi tự khóc luôn ở ngay chỗ đó. Lúc là đang tức là tại sao thằng chồng mình nó không đẻ mà mình phải ở trong đây đẻ. Trời ơi, thì mình bị tức vậy thôi. Xong cái bác sĩ mai lại, cái bác sĩ đưa điện thoại nè nói chuyện với chồng đi. Thì bác sĩ đang mai cho mình cái nói chuyện với ông Luật, ông Luật nói em sao rồi, em đang em sao, ủa sao gọi điện thoại được, nói bác sĩ cho mượn điện thoại gọi cho anh. Nói ủa rồi em đang làm gì, bác sĩ đang mai cho em. Thì lúc đó là vừa thấy được cái que hai dạch thì như ba bà mẹ khác là cũng rất là vui. Trước đó mình cũng nghi rồi, cho nên là khi mình mới thử thì mình thấy là bắt đầu mình cũng muốn nhảy cẩn lên rồi, nhưng mà cũng ghìm xuống để mà giấu ông Luật, để cho ông Luật không biết sau. Xuống dưới nhà thì không có ông Luật ở nhà, phải nói cho ba mẹ biết trước. Thì lúc đó tại con còn ở với ba mẹ biết thì ba mẹ cũng mừng. Tại vì lúc đó là đám cưới đâu cũng là mấy tháng rồi, 6-7 tháng gì rồi. Mà chút ông Luật về, ông vừa nghe một cái là ổng tay chân ổng vậy nè, thì thiệt không thiệt á, cái mỏng manh vậy hả? Không, mà dạng như ổng á, ổng không tin là có con, như tại vì mình đã canh rồi, nhưng mà ổng không nghĩ là em canh chính xác như vậy. Không nghĩ là canh chính xác như vậy. Sau ổng gọi điện thoại về báo cho ba mẹ chồng em. Nói chung là nguyên một nhà ai cũng vui, dòng họ ai cũng vui. Có nghĩa là ổng có nhảy cẩn lên. Có, đúng không? Có. Cái người đàn ông mà mình không ngờ nhất lại là đúng người rồi, đàn ông nhiều biểu cảm nhất. Cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian chị bào xô với lại mình diễn sân khấu nữa, là nhớ luôn là 7 tháng mấy còn 8 tháng mới nghỉ. Là cứ đi quay rồi tối về diễn sân khấu đi suốt như vậy mấy tháng. Giống như ban ngày đi quay nha, xong rồi tới sẩm chiều 4-5 giờ chiều bắt đầu cái bụng mình nó râm nó đau, mà lúc đó bụng bự rồi đó, giác bụng bầu đi quay mà râm nó đau, mà mình bước một bước chân á là mình cảm thấy nó nhói, mà cái sáng mình ngủ cái sáng nó hết xong cái sáng đi quay tiếp, thì cứ nó bị cái kéo dài một khoảng thời gian như vậy cho tới cái lúc mà 7 tháng thì bị động thai một lần vô trong bệnh viện Hùng Vương cấp cứu. Thì cấp cứu xong thì cũng nói là phải dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà lúc đó thì thực sự cũng mê làm quá đi. Có bị áp lực về kinh tế không? Cũng có chứ, lúc đó là chưa có tên tuổi nhiều cho nên mình cũng làm có tiền để sinh con rồi này nọ, để dành rồi này nọ. Gần 8 tháng là lúc đó đang diễn trên sân khấu luôn, mà diễn cái suất đó là suất đầu tiên là 4 giờ mấy, là diễn gần hết suất rồi, là còn có một cảnh thôi là hết suất rồi đó, mà nó đau bụng. Nó đau mà tao nói chết rồi, giống như là mình nghĩ là chắc là nó sắp ra luôn. Lúc đó bao nhiêu tuần rồi Trang? Lúc đó là 8 tháng, gần 8 tháng. Nhưng mà chưa đến ngày dự sinh. Chưa. Ừ. Trời ơi. Còn tới tháng mấy đúng nữa. Đúng rồi. Còn lâu lắm. Thì lúc đó là cũng lo khóc quá trời trên sân khấu, mà cảm thấy bị tủi thân á, khóc. Khóc quá trời khóc, rồi nguyên sân khấu cũng hết hồn. Lấy ghế bố cho nằm, mà giờ còn một cảnh nữa cũng ráng lết ra diễn. Vừa diễn xong cái cô Đàm Loan, nó nhớ cô Đàm Loan chở vô trong bệnh viện Từ Dũ cấp cứu. Vô cấp cứu cái bác sĩ cũng chích thuốc bổ phổi cho em bé, rồi chích thuốc gì tùm lum, chích quá trời luôn, để mà đợi lỡ mà có sinh non thì em bé có thể sống được. Vừa chích xong cái hỏi bác sĩ ơi bây giờ có thể cho con về con diễn thêm suất nôn tại con suất nôn. Người ta bán vé hết rồi, giờ con diễn giờ khán giả không biết làm sao. Bác sĩ la quá trời la, cuối cùng cũng phải nghĩ là cái đêm đó là cái suất đó cũng nghỉ luôn, cũng hủy luôn, trả vé cho người ta. Thì mình cảm thấy là mình bị ai nấy như là mất cái bóp tiền của anh em á, dạng vậy. Mình thấy vì mình mà bị ảnh hưởng đến mọi người á, cho nên là từ đó nó bắt đầu nghỉ luôn, không có diễn nữa, là nằm nhà nghỉ dưỡng luôn. Cái ngày đi sanh là bị bất ngờ, là chưa có tới cái ngày sanh, một tuần nữa mới tới cái ngày dự sanh. Ngày đó cũng đang vui vẻ, có mấy bà chị đồ ở dưới quê lên đồ coi đồ em bé rồi sắp xếp rồi đang ngồi giỡn đang mình cũng đang nằm trên giường coi tivi rồi nói chuyện giỡn cái bà nói cái gì, bà chị bà nói gì mình á, bà nói hả gì, vừa giường ngồi bật dậy cái là bắt đầu nghe cái bụp. Đúng rồi. Nghe một cái bụp giống như tiếng bong bóng nổ, mà từ mình con đầu mà mình đâu có biết là nó như thế nào. Mình nghe cái bụp cái mình là tự mình bị điếng người luôn. Cái bà chị hỏi cái gì á,
Hình như là em bị vỡ ối hay bị gì á. Em mới nghe cái tiếng là mình cũng có đọc tham khảo, nó vỡ ối là nó sẽ ra nước ối, nó sẽ ra sao sao mà mình không không đâu. Ừ thì mình nghĩ là nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi, đứng lên một cái nó ra xối xả, nó ra mà ao ao ao, tự nhiên lúc đó mình đứng cảm giác giống như ai đã dùng cái xô nước tạt vô người mình đó. mà ra xối xả vậy á, mà mình cũng lo, mình hết hồn. Mấy bà chị mình cũng hết hồn, tại mấy bà chị cũng sinh rồi mà cũng không có bị cái tình trạng giống như mình. Kêu ông Luật, cái ông Luật chạy xuống, trời ba ơi, mẹ ơi, ba ơi, mẹ ơi, vợ con đẻ. Ta sùm, mau chở vô trong bệnh viện, đưa vô thẳng vô trong phòng cấp cứu luôn, để mà mổ sinh mổ luôn, tại vỡ ối nhiều quá, sợ em bé bị khô. Mình kể chi tiết chút xíu, cái lúc mổ mình chụp thuốc mê, thuốc tê. Mê hay tê? Ừ. Tê, vậy là mình biết hết. Biết, mà lúc đầu thì tưởng đâu đẻ thường được. Ừ. Thì có đóng cái tiền gì mà để cho ba có thể vô phòng gia đình, phòng gia đình để mà có thể vô trong chung với mình. Đóng xong rồi tự nhiên cái hô đẻ mổ là người nhà không được vô. Trong đâu được vô đâu, cái đẻ cái con mình trong đó. Vô trong phòng mổ mà nhớ luôn là mấy bác sĩ khác, thì lúc đó là thật sự mình không phải là nổi tiếng dữ, nhưng mà người ta cũng biết là rồi. Diễn viên. Biết là diễn viên rồi và cũng đóng nhiều phim. Thì mấy bác sĩ y tá vừa thấy mình cái mấy phòng khác á, ý trời ơi, đóng phim nè. Xong rồi cái lúc mình đang mổ, đang chích thuốc mê, mà lúc mà có bầu á là em đọc chú Đại Bi. Xong rồi lúc mà vô phòng mổ em cũng đọc chú Đại Bi. Thì em đang đọc chú Đại Bi, cái mấy bác sĩ y tá nói em cái phim nó cuối cùng sao vậy. mình đang tập trung đấy, mình tại vì mình sợ, mình rất là sợ nhưng mình phải đọc kinh. Thì bác sĩ cứ hỏi em cái phim nó cuối cùng thằng nó có chết không, là cái phim đang chiếu trên truyền hình rồi cuối cùng em sao, cuối cùng cái nhà nhơ hỏi hồi mình không biết là mình đọc tới đoạn nào mình cũng trả lời. Lúc đó mình như là nằm trên bàn mổ rồi, mình nghĩ là phụ thuộc vào mấy y tá bác sĩ rồi, nếu mình không trả lời mấy y tá bác sĩ giận là mình đau. Giận là mình đau sợ, sao sợ chứ sợ. Ai hỏi gì mình cũng trả lời xong chút cũng không biết là đọc tới đoạn nào, cái thôi kệ, cũng không đọc nổi nữa luôn. Mổ xong ấy mình không thấy đau, thật sự là không thấy đau gì hết, cho tới lúc mà tự nhiên mình thấy cái bụng mình ấn một cái đau thì đau. Chị vừa chuẩn bị ra á một cái mà chưa kịp lên cái tiếng á nữa là nghe tiếng khóc ê oe oe rồi là lại bé ra rồi. Em bé của Trang nè, nặng bao nhiêu vậy đó. Thì lúc đó là mình chưa có mổ mắt, lúc đó còn cận 2 độ mấy, cho nên là vừa như vậy rồi vừa khóc rồi này nọ. Rồi sao mà nhìn được thấy con nó, trời ơi con em đẹp lắm thôi này nọ, mà mình nhìn mình cũng không thấy nó đẹp chỗ nào. Được cái mặt nó đâu, thấy một khối mờ mờ. Trong cái khoảng thời gian đó cái mình bị thấm cái câu mà đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình á, tự nhiên mình tự thấm rồi tự drama rồi tự khóc luôn ở ngay chỗ đó. Trời ơi, đây là một cái ca chưa bao giờ có. Trước giờ người ta chỉ có những cái ca vậy nè, ôi em cảm thấy mình vĩ đại, mình đẻ được con. Ủa, sao mình đẻ được cái đứa này vậy ta? Ủa sao con mình xấu vậy? Nhưng trường hợp mà con mọi thứ quyện lại thành một khối mờ mờ. Không thấy, thiệt. Em có thú thấy. Nhận với bác sĩ là thiệt ra em bị cờ, em không thấy gì không? Không, hay không cũng khóc cho đúng kịch bản vậy luôn. Khóc chút xíu vậy thôi, mình dạng mũi lòng, mình khóc chút xíu vậy thôi. Lúc này đang tức là tại sao thằng chồng mình nó không đẻ mà mình phải ở trong cái đẻ. Trời, thì mình bị tức vậy thôi. Xong cái bác sĩ mai lại, cái bác sĩ đưa điện thoại nè, nói chuyện với chồng đi. Thì bác sĩ đang mai cho mình, cái nói chuyện với ông Luật. Ông Luật nói em sao rồi, em đang sao, ủa sao gọi điện thoại được. Nói bác sĩ cho mượn điện thoại gọi cho anh. Nói ủa rồi em đang làm gì, bác sĩ đang mai cho em. Nói trời đất ơi, đang mai mà còn gọi điện thoại. Gọi điện thoại nữa hả. Ừ, bác sĩ đang mai, bác sĩ cho em mượn điện thoại gọi cho anh. Trời ơi, công nhận bác sĩ ekip đi dễ thương quá. Rồi da kề da không, có đặt em bé lên trên người mình cho mình ấp không? Không, không có luôn. Cuối cùng là mình thấy một khối mờ mờ, một khối mờ. Thông tin chưa là kịp đụng tới luôn, chưa kịp đụng tới con mình đẹp đó. Một thông tin vậy thôi là con mình đẹp lắm rồi. Xong rồi tới lúc mà đẩy vô trong cái phòng hồi sức là lúc mà ẵm đứa bé để dưới cái chân mình, lúc đó mình ngồi cũng đâu có được, mà nó khóc quá trời, khóc ở dưới mà kêu y tá em ơi cho con chị khóc dữ vậy em, cái nói chắc nó khát sữa vậy. Thì khóc, nó khóc mà nó khóc một hồi mình nghe cái tiếng nó bị khàn luôn á, nó khàn cái tiếng luôn mà mình xót ruột rồi. Nói em ơi em có cách nào cho con chị bớt khóc không em, mà tại chị không cử động được em ơi, chị bị liệt chứ không cử động được nữa rồi em ơi. Cái ông Luật ổng ẵm con xong cái ổng cũng đi kế bên chị, ổng cũng nói tự nhiên tôi hình dung ra mặt ông Luật lúc này luôn á, trời, kiểu như rất là đắc ý. Đắc ý mà không biết sao lúc đó anh đi trộm vía, nó trộm vía tự nhiên á, mắt hai mí rõ rành rành, mũi cao mà nhìn nó nhìn rất là rõ giống ràng, như rõ ràng nét nào ra nét đó luôn.
Con đẹp lắm em, con mình đẹp lắm. Lần đầu tiên mình cho em bé bú á, mình có cảm nhận được chưa? Lúc đó là có thật sự nè, mọi người hồi xưa giờ mình đọc truyện hay mình coi phim, mình đọc thông tin, mình nói là trời ơi, tình mẹ bao la rồi ẵm con là một cái gì đó hạnh phúc, hạnh phúc nó xạo giác rưng rưng, tôi không thấy gì hết. Tôi lần đầu tiên cận bà ơi, không, lần đầu tiên mà ẵm đứa con ở trong tay kìa, nói ủa sao tự nhiên mệt ghê, tự nhiên có cái đứa này. Thật sự lúc đó là chị bao nhiêu tuổi? Lúc đó chị đã 29 tuổi rồi. Nhưng mà tại vì chị nghĩ vậy nè, nói thì nói mình thương là mình thương đứa con chứ không phải là không thương, nhưng mà khi mình ẵm một cái đứa bé xa lạ, thật sự mình nói cái tình thương của nó là nó như là nó ẩn giấu ở đâu bên trong á, nó chưa có bộc phát ra được. Đối với mình á, mình lúc đó mình vừa bị mệt, mình vừa bị hao tổn sức khỏe, mình được bị đủ thứ, cho nên là khi mình ẵm cái thằng Andy đầu tiên là cái cảm giác của chị là xa lạ với lại một đứa nhỏ, nó là cảm giác thật đó. Đúng rồi, là tại vì khi mà mình chưa có tiếp xúc với nó, mình chưa tiếp xúc, lần đầu tiên mình thấy nó, cho nên là mình còn lạ lẫm, mình chưa có tình thương nhiều. Đúng. Mình thì trải như ngày một, đúng rồi, rồi tới ngày thứ đúng hai, rồi ngày thứ ba, tự nhiên cái tình thương cái mình nó có sự kết nối, nhất là những lần con bệnh. Đó. Tự nhiên cái lúc lần đầu tiên mà ai nói tôi là trời ẵm được đứa con lần đầu tiên là nó một cái gì đó hạnh phúc, không, tôi nói không, tôi không có hạnh phúc. Lúc đó tôi đâu có thấy ngộ lắm. Tôi thấy rất là ngộ, cái cảm giác rất là ngộ, đứa bé này đâu ra, nó là một đứa xa lạ, nó không có gì á, mà ngày một ngày hai mình nuôi rồi cái nó khóc, nó cười, nó lại nào mình chơi với nó thì cái tình thương nó từ từ nó nhiều hơn. Có cái giai đoạn nào mà anh chị bị áp lực về vấn đề kinh tế khi mà nuôi con không? Là mới sinh đó em, khoảng thời gian đó là cũng không phải là có tên, cho nên là mình làm bao nhiêu đây tiền thì mình sẽ ăn bao nhiêu đây tiền, thí dụ dư thì dư chút xíu thôi chứ không có phải là dư nhiều. Mình vừa sinh xong là chị phải nghỉ trước đó là 2 tháng rồi, mà khoảng thời gian đó anh Luật cũng ít đi làm, không có phải là nhiều như bây giờ, kinh tế là phải phụ thuộc vào chị. Khi mình nghỉ thì anh Luật cũng đi làm lai rai để mà lo phụ gia đình đồ này nọ, xong rồi tới một lúc mà hùng hạp làm ăn đồ này nọ bị mất cái số tiền đó luôn. Bị lừa hay bị không phải là lừa, nhưng mà xui thì coi như xui mình mất cái số tiền đó luôn, bị mất cái xe nữa, đang nằm ổ trong tháng luôn. Thì ông Luật ổng chạy chiếc xe, mà chiếc xe đó hồi xưa là của ba chị cho, dạng như cho hai vợ chồng mà vừa cho vừa bán, là cho chiếc SH mà bán đâu có hai ba chục triệu à. Trộm nó vô nó lấy chiếc xe luôn, mất chiếc xe. Thì giờ hai vợ chồng đã diễn viên mà đã không có xe đi làm thì đâu có được, lấy cái tiền để dành đó mua một chiếc xe để cho hai vợ chồng đi làm. Lúc đó đang nằm ổ mà mình nghe vừa mất xe, mà lúc đó tiền cũng eo hẹp. Ông Luật mỗi lần mà kêu ông Luật á là hết sữa cho con rồi là ổng đau đầu. Em xin ngắt chút xíu, em có nghe anh Luật tâm sự một cái câu chuyện như thế này, đó là đang trên đường về gần tới nhà rồi, nghe vợ gọi anh ơi ghé mua sữa cho con hết sữa mà anh không muốn về nhà luôn. Đúng rồi, là không có tiền, không còn tiền. Cái lúc mà anh ơi mua sữa và ông Luật cũng không muốn về nhà, mình thì mình nhìn ra câu chuyện khó khăn kinh tế. Trang đánh giá coi là cái gọi là cái nội lực của Trang hay là của anh Luật mạnh hơn để cả hai dìu nhau qua cái giai đoạn đó. Trong cái khoảng thời điểm đó thì em nghĩ là cái phần của em mạnh hơn. Thấy rõ ràng anh Luật là cũng muốn lắm, muốn làm một cái gì đó cho vợ con, nhưng mà em biết diễn viên mình là phải thời. Đúng rồi. Diễn viên là phải có thời thì mới làm được, cho nên là anh Luật đang bị loay hoay và không biết phải làm như thế nào. Thì cái khoảng thời gian đó thì vừa đầy tháng thằng con xong là qua ngày hôm sau là em đã đi quay đi diễn lại rồi. Ai cũng hỏi là sao sớm dậy mày muốn mày bệnh chết luôn đó, mày bệnh chết luôn á, mày không có y vậy được. Nó trời ơi, em nhớ nghề quá chị ơi, em nhớ nghề của anh ơi, em ở nhà em chịu không nổi. Nhưng mà mình đâu có than với người ta làm chi. Mình không thể than, em không có tiền nên em phải dậy, em phải đi quay, em phải đi diễn, em mới có tiền mua sữa cho con em, mình đâu có than. Mà khoảng thời gian đó là cũng thân với nhiều anh chị em nghệ sĩ lắm rồi chứ bộ, đúng không? Cũng đang thân với Thành Giang đồ nè, rồi con Lan đồ nè, mà cũng chớ hề hỏi ê cho tao mượn tiền hay gì tao lo mua sữa cho con. Cũng không có, tại vì cái sĩ diện trong người mình nó cũng cao. Cái này mình tin là mình sẽ mình tin là qua. Mình có thể làm được. Khi vừa đầy tháng xong là nhắn cho bên sân khấu là em đi diễn lại được rồi. Tại thật sự lúc đó sân khấu cũng đang cần mình. Bên sân khấu thấy mình diễn được thì sắp mình diễn xong thì có tiền mình mua sữa cho con, thì từ từ là mấy chỗ show quay khác nó cũng họ cũng kêu mình lại luôn, là mình đi quay đi lại từ đó luôn.